Vâng ạ, thưa các bác, các anh, các chị, hôm nay đến với hội thơ thì tôi muốn chia sẻ một chút thế này. Hàng ngày vào 5 giờ sáng thì tôi đi tập thể dục. Khi đi qua cửa hàng bằng lòng anh là đỉnh phố Hạ, thì tôi cũng thường thì hay gặp cháu Loan là người chủ thị trấn biển trong của nó. Sau khi về thì những cái cảm xúc dồn dĩ và tôi cũng viết một bài thơ. Bài thơ có được đề là em kính ở đâu xin trình bày bài thơ này. Xin cảm ơn tác giả thơ Hà Tĩnh, một tác giả thơ, một bài thơ rất là tình cảm sâu nặng.